Vâng thưa quý vị, và trong 33 thí sinh ở đây thì tôi xin đọc 3 giải bình chọn qua tin nhắn. Và thí sinh giải 3 bình chọn qua tin nhắn là bạn Hà Vũ Bảo Trân, giải nhì là bạn Nguyễn Tuấn Bảo Ngọc, và giải nhất thắng là bình chọn thuộc về số báo xanh 31, Trần Diệu Anh. Chúc mừng các con. Và bạn Vũ Nguyễn Gia Bảo, giải 3 bình chọn qua tin nhắn. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho tất cả các thí sinh. Và bây giờ chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi kết quả chung cuộc. Xin mời cô Ngọc Thanh. Xin được mời giải tư của ngày hôm nay, thí sinh mang số báo danh 0 0 7, Ngô Thanh Thảo My, một cô gái rất là xinh xắn. Vâng ạ, xin mời phần giải thưởng của con. Số báo danh 019 Nguyễn Hà Chi, một cô gái trông rất là hoa hậu, thần thái rất là tốt. Bạn đã giành giải nhì, xin mời thí sinh Phan Phương Thanh Châu đến từ Nha Trang, một gương mặt rất là dễ thương. Và ngay sau đây là tôi công bố giải nhất của chương trình ngày hôm nay. Và ở dưới chúng ta cổ vũ cho ai? Khán giả chấm ai? Khán giả hô to lên ạ. Ở dưới khán giả chấm ai? Số báo danh bao nhiêu ạ? Giơ tay lên xem nào, số báo danh bao nhiêu ạ? À, thế là ai từng giải rồi. Công bố giải nhất nhá. Giải nhất của chương trình ngày hôm nay, một thí sinh rất là giỏi cả từ lĩnh vực tài năng, phần thi tài năng.